cách cứu người đột quỵ bằng một chiêu duy nhất của chuyên gia Đài Loan. Để cứu người đột quỵ ngất xỉu, bạn chỉ có vài phút, thậm chí là vài giây. Thời gian càng lâu, tổn thất càng lớn. Phương pháp hồi sức tim phổi trong Tây y thường được dùng đến khi nạn nhân bị ngưng thở hoặc tim ngừng đập vì nhồi máu cơ tim hoặc sắp chết đuối. Tuy nhiên, đây không chỉ là quy trình độc quyền của Tây y, Đông y cũng có những kỹ thuật cấp cứu CPR. Bác sĩ Đông y nổi tiếng Đài Loan, Đồng Diên Ninh đã dùng nó để cấp cứu nhiều bệnh nhân. Dưới đây là bí quyết cấp cứu bằng phương pháp Đông y trong thời gian ngắn được ông truyền lại. Bác sĩ Đồng chia sẻ, mấy năm trước, có lần trên đường bay từ Mỹ về Đài Loan, sau một buổi diễn thuyết, khi đang bay qua biển Thái Bình Dương thì thấy thông báo trên loa phát thanh. Chúng tôi đang cần nhân viên y tế, trên máy bay có một cô gái bị ngất xỉu, yêu cầu trợ giúp khẩn cấp. Nhận được thông báo, tôi vội vã tới hỗ trợ. Đến nơi, thấy cô gái đang bất tỉnh nhân sự nằm dưới sàn. Cũng có hai bác sĩ người da trắng đang ở đó, một người trẻ tuổi đang luống cuống không biết xử trí ra sao, một người khác đang tìm tai nghe và những đồ sơ cứu. Tôi tiến tới và nói muốn hỗ trợ cứu giúp bệnh nhân đó. Sau khi bắt mạch và thăm khám, tôi thấy mạch bệnh nhân rất chìm, cũng rất yếu, chẩn đoán cô ấy bị suy tim. Tôi lập tức dùng phương pháp bấm huyệt cấp cứu, ấn mạnh vào cơ của vùng ngực và ở nách trái 3 lần. Không đầy 5 giây sau, bệnh nhân lập tức tỉnh lại. Hai vị bác sĩ, cơ trưởng và phi hành đoàn đứng bên đều ngạc nhiên, tới không nói được lời nào. Nhiều năm qua, tôi vẫn hy vọng phổ biến phương pháp cấp cứu này của Đông y tới thế giới. Tại sao lại như vậy? Thông thường khi gặp người bị ngất xỉu, việc đầu tiên mọi người nghĩ tới là lập tức đưa tới bệnh viện. Khi tới nơi, đều phải thực hiện hàng loạt xét nghiệm kiểm tra, cho tới khi tìm được nguyên nhân bệnh mới được điều trị. Có những người đã bị mất mạng một cách đáng tiếc trong quá trình đợi đó, như bạn của bác sĩ Đồng. Nếu khi đó người nhà bạn không biết dùng phương pháp cấp cứu đơn giản này, có lẽ bạn ông sẽ không có kết cục đáng buồn như vậy. Làm thế nào để bấm huyệt cấp cứu theo cách của Đông y? Theo bác sĩ Đồng, muốn học được cách cấp cứu, bạn cần hiểu về châm cứu. Đông y có hồi dương cửu châm, thực sự có công hiệu cải tử hoàn sinh. Theo Đông y, có 9 huyệt có tác dụng làm phục hồi dương khí, vì vậy gọi là hồi dương cửu châm. 9 huyệt đó là Á môn, Dũng tuyền, Hoàn khiêu, Hợp cốc, Tam âm giao, Thái khê, Trung quản, Túc tam lý. Người thường không biết châm cứu, khi gặp người đột nhiên choáng cũng có thể dùng cách bấm huyệt cấp cứu, vừa đơn giản, an toàn, lại linh nghiệm. Cách cấp cứu bằng bấm huyệt của Đông y. Khi bệnh nhân bị ngất, thường ở tư thế nằm, người thực hiện thao tác cấp cứu nên đứng bên trái bệnh nhân, dùng tay phải nắm vào cổ tay trái của bệnh nhân, giơ cánh tay trái trên góc độ tựa như thẳng mà không phải thẳng. Khi giơ cao sẽ xuất hiện vùng cơ ngực bé, đặt 4 đầu ngón tay vào vùng đó, ngón cái đặt vào chính giữa nách và tập trung lực vào 5 đầu ngón tay, bóp chặt và kéo thật mạnh hướng ra ngoài thân của bệnh nhân. Dùng lực bóp chặt và tiếp tục động tác kéo này 2 hoặc 3 lần, người bệnh sẽ dần dần hồi tỉnh. Khi thực hiện thao tác, cũng cần chú ý điều chỉnh lực kéo, căn cứ vào tình trạng của bệnh nhân mà thay đổi. Nếu là trẻ con, người già, người gầy yếu, không nên dùng lực quá mạnh. Bác sĩ Đồng chia sẻ, ông đã dùng phương pháp này cấp cứu được 17-18 người, thậm chí có những bệnh nhân đã ngừng thở, cũng cứu sống lại. Khi gặp bệnh nhân bất tỉnh nhân sự, trước tiên cần gọi cấp cứu, trong thời gian đợi xe tới, có thể thực hiện phương pháp cấp cứu này của Đông y. Tôi có một người bạn, ngày nọ mẹ anh ta đột nhiên bị ngất xỉu, anh ta lập tức gọi xe cấp cứu, sau đó dùng phương pháp này của tôi. Khi làm tới lần thứ 3, mẹ anh ta đột nhiên nói, đừng có mạnh tay như thế, đau lắm. Xe cấp cứu tới thấy mẹ anh ấy không sao, liền đánh xe quay về.